chào quý vị và các bạn. Đã khi nào bạn nghe nói về việc robot sẽ thay con người gieo hạt trên ruộng đồng chưa? Câu chuyện thú vị này sẽ được người thợ cơ khí tại xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương kể cho chúng ta nghe bằng chính sản phẩm của anh ấy. Nội dung thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi trong phần tiêu điểm của bản tin chuyển động số ngày hôm nay nhé. Phần gốc thủ thuật kỳ này sẽ giúp chúng ta phát hiện những kết nối lạ trong máy tính. Nhưng trước tiên như thường lệ, vẫn sẽ là một số tin vắn công nghệ đáng chú ý diễn ra trong tuần. Windows 10 ra mắt. Triều Tiên có điện thoại thông minh thứ hai. Ngân hàng JP Morgan bị hack. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng bắt đầu theo dõi nội dung chương trình. Trái với dự đoán của nhiều người, phiên bản hệ điều hành mới nhất của Microsoft lại mang tên Windows 10 thay vì Windows 9. Windows 10 sẽ là hệ điều hành đầu tiên của Microsoft có khả năng chạy trên mọi nền tảng, từ máy tính để bàn cho đến các thiết bị di động. Cũng trong phiên bản này, người dùng sẽ đón nhận sự quay trở lại của giao diện Start Menu, vốn từng bị loại bỏ trong Windows 8. Cuối cùng, như xu thế tất yếu, Windows 10 tập trung rất mạnh cho các trải nghiệm đa dụng và đa tác vụ. Bên cạnh việc tương thích tốt với các nền tảng di động và loại bỏ những phiền toái cho người dùng máy tính cá nhân truyền thống, một sự rút kinh nghiệm đáng giá từ Windows 8. Pan Yang Trắc, nghĩa tiếng Việt, Bình Nhưỡng Cảm Ứng, là tên gọi mẫu điện thoại thông minh thứ hai do Triều Tiên sản xuất, được gia công và nhập khẩu từ nước láng giềng Trung Quốc. Pan Yang Trắc là thế hệ thứ hai của chiếc điện thoại thông minh Orion AS1201 ra đời vào năm 2013, sử dụng hệ điều hành Android. Hiện vẫn đang trong tình trạng bị cấm vận quốc tế. Điện thoại iPhone và mọi sản phẩm di động của các công ty nước ngoài hiện vẫn không được bán tại thị trường Triều Tiên. JP Morgan, một trong những ngân hàng lâu đời và lớn nhất nước Mỹ, đã chính thức xác nhận việc bị hacker tấn công với 83 triệu tài khoản của cá nhân lẫn doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tin tốt lành là JP Morgan cho biết chưa phát hiện bất cứ trường hợp dữ liệu cá nhân như số thẻ an ninh hay số tài khoản nào bị khai thác. Ngoài ra, trong số 83 triệu tài khoản bị lộ, cũng chưa có giao dịch phi pháp nào phát sinh. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Gần 200 người yêu công nghệ đã tham gia buổi giao lưu trải nghiệm sản phẩm Samsung Galaxy Note 4 tại Samsung House trong tuần qua, trước khi smartphone cao cấp này có mặt tại Việt Nam. Anh Vi Quốc Hoàng, đại diện nhãn hàng Samsung cho biết, theo khảo sát của GfK vào tháng 9 năm 2013, Samsung đang chiếm 51,2% thị phần điện thoại thông minh tại Việt Nam. Việc giới thiệu Samsung Galaxy Note 4 lần này hứa hẹn sẽ mang đến sự bứt phá ngoạn mục mới cho phân khúc điện thoại thông minh của nhãn hàng này. Qua trải nghiệm, buộc điện tử S Pen của dòng Galaxy Note thế hệ thứ tư tiếp tục là điểm nhấn đáng giá của sản phẩm lần này. Tăng cường độ nhạy từ 1024 trên Galaxy Note 3 lên 2048 trên Galaxy Note 4, có khả năng nhận diện cảm ứng lực tốt, tăng độ nhạy cho bút, cho phép kiểm soát tốc độ viết tốt và ấn lực trên màn hình tốt hơn. Được biết, Galaxy Note 4 có thiết kế viền kim loại, có cấu hình mạnh mẽ, thuộc phân khúc smartphone cao cấp, khả năng xử lý đa nhiệm độc đáo. Sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tháng 10. Quý vị và các bạn thân mến, khi thấy kết nối Internet chậm hơn bình thường, có thể bạn đã bị dính phần mềm theo dõi, mã độc hay các phần mềm quảng cáo. Những phần mềm này đang âm thầm kết nối Internet mà chúng ta không hề hay biết. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ đường truyền, mà còn là những nguy cơ hết sức nguy hiểm như bị đánh cắp thông tin hay dữ liệu cá nhân. Vậy làm thế nào để có thể phát hiện những kết nối lạ này? Chúng ta hãy cùng đến với những gợi ý sau đây nhé! Một trong những cách phát hiện các kết nối lạ trong máy tính là dùng lệnh netstat trong cửa sổ gõ lệnh có sẵn của Windows. Nhưng phương pháp này chỉ áp dụng cho máy tính chạy Windows 8, 7, Vista, XP, SP2 trở lên. Netstat sẽ tạo ra danh sách tất cả các kết nối Internet của máy tính trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát các kết nối lạ này khi phát hiện. Nếu đang dùng Windows 8, chọn phải chuột, vào nút Start, rồi chọn Command, Prompt, Admin. Nếu đang dùng Windows 7 hoặc Vista, chọn menu Start, rồi gõ cmd.exe trong hộp tìm kiếm. Tiếp tục nhấp chuột phải vào cmd.exe vừa hiển thị, rồi chọn Run as Administration. Tại cửa sổ màu đen, gõ lệnh như trên màn hình. Gõ Enter. Chờ máy kiểm tra và ghi lại các kết nối. Nhấn tổ hợp Ctrl C để ngừng ghi dữ liệu. Bây giờ, bạn chỉ cần tìm và mở file activity.txt để xem kết quả. File kết quả sẽ liệt kê toàn bộ quá trình kết nối Internet đang diễn ra trên máy tính, như trình duyệt, ứng dụng IM, email trong khoảng 2 phút. Nếu thấy tên hoặc địa chỉ website lạ, bạn có thể tra cứu trên Google để xem nó là gì.
đây có thể là chức năng hệ thống mà bạn không biết. Song nếu là trang web xấu, hãy tìm trên Google một lần nữa để loại bỏ nó. Ngoài cách phát hiện trên, bạn còn có thể dùng công cụ miễn phí Curbot để hiển thị danh sách giao thức TCP, ID và UDP trên máy tính mà không cần phải cài đặt chương trình. Bạn chỉ cần tải Curbot theo đường dẫn trên màn hình về, rồi giải nén và khởi chạy file cbox.exe. Với mỗi cổng Curbot liệt kê, thông tin và tiến trình được hiển thị, bạn có thể chọn các kết nối rồi đóng chúng lại nếu thấy kết nối lạ. Curbot tương thích với hầu hết các Windows hiện hành. Việt Nam là một trong những quốc gia nông nghiệp, nhưng trong sản xuất việc gieo trồng lại đi theo phương thức thủ công truyền thống, vừa tốn kém sức người, sức của mà không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ thực tiễn đó, anh Phạm Văn Hát, một người thợ cơ khí tại xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, đã nghiên cứu và chế tạo thành công một robot có khả năng gieo hạt tự động với cơ chế hoạt động đặc biệt, giúp mang lại hiệu quả kinh tế theo ước tính bằng khoảng 40 người làm việc trong cùng một công lao động. Robot gieo hạt này vận hành hoàn toàn tự động và hoạt động theo nguyên lý cơ học dựa trên những tính toán, lắp ghép một cách chính xác, không cần bộ vi xử lý hay con chip điện tử nào điều khiển. Robot có cấu tạo đơn giản gồm các bộ phận chính như hệ thống khung nâng đỡ được chế tạo từ những thanh inox nhằm giảm cân nặng nhưng vẫn chắc chắn và tạo được độ bền cao cho sản phẩm. Hệ thống động cơ điện với hai motor công suất khoảng 6W tạo lực di chuyển hệ thống rulo bánh xe và trục thanh gập giúp robot nhịp nhàng lấy, nhả hạt. Một motor quạt gió công suất khoảng 120W tạo lực hút trên các đầu kim để robot hút hạt giống. Hệ thống kim hút được chế từ kim y tế, loại kim dùng để pha thuốc và van ngắt hơi tự động là yếu tố quan trọng nhất giúp robot gieo hạt một cách chính xác. Để robot hoạt động cần phải có nguồn điện từ bình ắc quy công suất 12V hoặc nguồn điện 220V và hệ thống dây dẫn điện tới robot. Đặc điểm của cái máy này là nó khác tất cả những cái máy hiện tại đang có là vì nó sử dụng được dòng điện hai nguồn điện song song 12V và 220, thuận tiện không cần phải trình độ hoặc sức khỏe nào ai có thể điều khiển được. Những người nông dân đã dùng robot cho biết chi phí vận hành robot không đáng kể bởi tổng công suất của robot hoạt động chỉ vào khoảng 150W. Việc điều khiển robot cũng hết sức đơn giản, chỉ một người có thể dễ dàng vận hành robot bằng việc cắm nguồn điện và bật nút công tắc để robot tự động di chuyển trên mặt luống. Một mặt luống dài 30m, robot đi khoảng 15-25 phút, tùy theo khoảng cách cây muốn gieo trồng mà người dùng chủ động điều khiển tốc độ di chuyển của robot thông qua công tắc điều khiển tốc độ vòng quay của motor. Robot di chuyển càng nhanh thì khoảng cách gieo hạt càng xa. Sau quá trình thử nghiệm vận hành cho thấy robot có năng suất hoạt động bằng 40 người lao động trong cùng một công làm việc nhưng lại cho hiệu quả chính xác cao hơn. Người dùng chỉ mất vài phút là có thể gieo hạt xong cho cả thửa ruộng, vừa gieo hạt, vừa rạch hàng, không tốn công sức, không mất thời gian, không lãng phí hạt giống và tiết kiệm công sức tỉa cây giống thừa nếu theo phương pháp gieo trồng thủ công. Quan sát khoảng cách cây giống mọc lên sau khi dùng chiếc máy gieo hạt tự động này có thể thấy được phần nào độ chính xác trong việc gieo trồng của robot. Tất cả những luống rau đều mọc với khoảng cách đều nhau, không phải tỉa như phương pháp gieo trồng trước kia. Từ khi tôi sử dụng cái máy này thì nói chung là tôi thấy là cái năng suất của nó nhanh hơn nhiều so với trước kia là đạt thủ công. Thế cho nên là đến hôm nay là tôi cũng gieo được 3 lượt trong 5 xào vườn này. Robot này còn có thể di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau nhờ hệ thống bánh xe được thiết kế có khả năng đàn hồi thông qua những chiếc lò xo được đặt ở giữa bánh xe. Điểm quan trọng nhất của robot là hệ thống van ngắt hơi tự động được anh Hát thiết kế riêng. Giá thành của một robot này dao động từ 12 đến 17 triệu đồng tùy vào từng loại thiết kế theo nhu cầu của người dùng. Với giá thành này so với nhiều sản phẩm khác ngoài thị trường có giá từ 40 đến 80 triệu đồng thì vẫn rẻ hơn nhiều lần nhưng mang lại hiệu quả cao hơn. Với những ưu điểm vượt trội trong sản phẩm của mình, chiếc máy gieo hạt tự động của anh Hát đã xuất sắc giành giải nhất trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hải Dương lần thứ 8 năm 2012-2013. Hiện nay sản phẩm cũng đã được sản xuất để phục vụ những người nông dân tại nhiều tỉnh thành trên cả nước ứng dụng vào sản xuất nhằm giảm công sức và nâng cao năng suất lao động. Quý vị thân mến, với sáng kiến này, chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng người nông dân ngày nay sẽ đỡ cực khổ hơn với việc gieo trồng. Sản phẩm sáng tạo của anh Hát được giới thiệu đã kết thúc bản tin chuyển động số ngày hôm nay. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong bản tin chuyển động số 148 được phát vào ngày 14 tháng 10 năm 2014 trên trang truyền hình báo Tuổi Trẻ tại địa chỉ tv.tuoitre.vn. Thân ái chào tạm biệt.